công ty Canvey trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo tìm hiểu về các phương pháp giải phẫu thẩm mỹ và cách thức dưỡng da, tái tạo làn da bị lão hóa do nhóm bác sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc từ Bệnh viện Grand Plastic Surgery thuyết trình ngày 30-31 tháng 10 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Hilton Orange County, Costa Mesa, 3050 đường Bristol, thành phố Costa Mesa, California 92626. Đến với buổi hội thảo, quý vị sẽ được trực tiếp tham khảo với các bác sĩ và đặc biệt nếu quý vị quyết định mua những package làm đẹp từ giải phẫu thẩm mỹ đến vé máy bay cũng như book hotel sẽ được bớt 25%. Lệ phí tham dự là 45 Mỹ Kim, nhưng khi đến buổi hội thảo, quý vị sẽ được tặng lại một bộ kem dưỡng da trị giá trên 45 Mỹ Kim. Ghi danh xin vào www.canveyus.com hay gọi tiếng Việt 714-909-3456. Tiếng Anh 562-583-6149. Công ty Canvey trân trọng thông báo và kính mời.